Mít Thái siêu sớm là loại cây ăn trái có hàm lượng dinh dưỡng cao, đồng thời với đặc tính dễ trồng cho năng suất tốt, cây mít Thái dần được nhiều nhà vườn lựa chọn làm loại nông sản canh tác lâu dài. Mít Thái thích hợp với hầu hết các vùng thổ nhưỡng của Việt Nam. Tuy nhiên, để tạo ra một trái mít tròn đẹp đạt chất lượng loại 1 thì chỉ có thể phổ biến ở các nhà vườn kinh nghiệm. Tình trạng trái mít bị méo mó được nhiều nhà vườn phản ánh, mong muốn tìm ra giải pháp để khắc phục. Trái mít méo mó sẽ bị thương lái chê và không bán được giá cao. Để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng đây, chúng tôi đã đến và lắng nghe những chia sẻ của các nhà vườn kinh nghiệm lâu năm. Đợt trái đợt năm đầu á, nó ít méo. Mà sao đợt nhì này nó ra méo gì đó. Thì nó méo thì thấy nó thua rồi đó. Nó trái mít mà nó đều đặn thì nó mới có bán có giá. Còn mà méo thì nó giạt trơn à. Nó lấy lựa mấy trái tròn được không à. Trái đẹp được không à. Nhưng mấy trái xuông xuông đó đi lên nó lấy đó. Còn mấy trái mà lép lép này nó giạt quá mít nhì, mít ba được không à. Dạ kính thưa bà con, thì về việc mà trái mít chúng ta bị méo á, thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến giá trị thương phẩm của trái mít. Vì khi mà trái mít bị méo vậy hầu như là không vào được các loại nhất hoặc là loại nhì. Cái thứ hai là khi mà trái mít méo là sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh sơ đen tấn công vào trái mít, gây ra bệnh sơ đen trên trái mít chúng ta. Trái mít chúng ta bị méo thì có rất là nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên ở đây Phong xin chia sẻ bà con là hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là quá trình thụ phấn của trái mít. Thì và thứ hai là dưỡng và sinh lý của trái mít sau khi mà đã thụ phấn xong. Sống của hạt phấn thì sức sống của hạt phấn thì cần rất nhiều dinh dưỡng, đặc biệt trong đó là có dưỡng chất bo. Thì do đó mà khi mà sức sống của hạt phấn thiếu đi một trong những chất này, đặc biệt là bo, thì sức sống của hạt phấn sẽ kém. Khi mà hạt phấn dính vào trên gai của trái mít thì sẽ không thể nảy mầm và không thể thụ phấn cho trái mít được. Thì những chỗ gai mà không được thụ phấn đó sẽ không hình thành múi. Và khi mà trái mít chúng ta lớn lên thì những cái múi khác phát triển, và cái múi đó không phát triển thì sẽ gây ra tình trạng đó là méo trái mít. Trái méo mó cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra bệnh sơ đen. Bởi lẽ khi trái mít không tròn đều sẽ tạo ra các vết lõm, từ đó làm nước mưa đọng lại trên trái, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây sơ đen xâm nhập. Mặt khác, sức sống của hạt phấn là yếu tố quan trọng nhất quyết định nên chất lượng và độ tròn đều của trái. Biết được yếu tố này sẽ giúp nhà vườn có những tác động phù hợp, từ đó tăng cường sức sống của hạt phấn, góp phần giúp trái mít đạt năng suất mong muốn. Không dừng lại ở đó, ngoài các yếu tố bên trong thì những tác nhân chủ quan từ bên ngoài cũng ảnh hưởng khá lớn đến quá trình thụ phấn của trái mít. Cái thứ hai đó là về thời tiết cũng như là lượng nước tưới. Về thời tiết thì đặc biệt là những tháng mùa mưa thì hiện tượng trái mít bị méo rất là nhiều. Do trời, nước mưa hoặc là gió cũng cản trở đến quá trình thụ phấn của trái mít. Và đặc biệt là bà con khi mà tưới nước vào trên cây mít á, là bà con tưới chùm hoặc là tưới trực tiếp vào bông mít trong quá trình mà trái mít chúng ta đang nhận phấn thì cản trở quá trình thụ phấn. Thứ hai là làm rửa trôi hạt phấn đi thì cũng ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn đó. Và cái thứ ba là về thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là những dạng thuốc trừ sâu, dạng vũ dầu, thì trái mít chúng ta đang nhận phấn, bà con phun thuốc bảo vệ thực vật vào giai đoạn đó thì sẽ làm chết đi hạt phấn. Trái mít sẽ không được thụ phấn đều và do đó khi phát triển lên thì những cái gai mít, những cái múi mít đó sẽ không được hình thành và làm cho trái mít chúng ta bị méo. Nguyên nhân thứ hai đó là nguyên nhân về dinh dưỡng cũng như là sinh lý của cây mít sau khi mà trái mít chúng ta đã thụ phấn xong. Thì khi mà trái mít đã thụ phấn xong, bà con thấy những trái mít rất là đẹp, rất là tròn. Tuy nhiên sau khi mà mình tỉa trái thì trái mít chúng ta bị méo đi. Thì đó là nguyên nhân bởi sinh lý cũng như là dinh dưỡng của trái mít. Bà con tỉa trái mít trong giai đoạn mà cây mít chúng ta đã thụ phấn xong rồi, nhưng mà cây mít đang đi đọt. Thì khi bà con tỉa giai đoạn đó thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là trái mít chúng ta bị méo. Vì khi mà cây đang đi đọt cũng như là đang nuôi trái thì sẽ tập trung vào trong quá trình sinh trưởng nhiều hơn để giúp cho cây đi đọt. Nếu bà con tỉa trái giai đoạn đó thì sẽ thúc đẩy quá trình sinh trưởng và dẫn đến tình trạng là trái mít chúng ta nó không đủ để nuôi cái múi phía trong, thì làm cho trái mít chúng ta bị méo. Cái thứ hai là bà con gãy phân cái lượng đạm quá cao sẽ thúc đẩy cho cây mít đi đọt, và đây là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng đó là méo trái mít. Nhìn chung, kể cả yếu tố chủ quan hay khách quan đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình thụ phấn của trái mít. Do là loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, nên việc tìm ra giải pháp giúp trái tròn đều không bị méo mó là một vấn đề cấp thiết. Theo nhiều nhà vườn, thì lúc tỉa trái đã lựa những trái đẹp nhất, nhưng một thời gian vẫn bị méo và không có cách để giải quyết. Từ những nguyên nhân được đề cập ở phần trước,
chúng tôi đã có những phân tích chuyên sâu qua phần chia sẻ của kỹ sư Lê Thành Phong, chuyên viên kỹ thuật cây ăn trái. Ví dụ trái là giờ là mình lựa đi, bỏ cây 4-5 trái gì không? Mình tiễn trái nào nó đẹp, mày để rồi nó muốn méo méo à. Rồi trái đẹp không đó. Cũng như nó ra chùm vậy đó, nhưng mấy trái mình đó không gì, cắt mấy lựa mấy trái đẹp để rồi là nó méo méo nè. Trời ơi, chùm gì lựa là tiễn gà bó, còn những trái mà không biết được có không, như mấy trái này nè. Như mấy trái này là nữa để chứ nữa lớn mình cũng không được thân nữa nè. Dỗm già chưa trơn thấy vậy nè, thấy không? Mấy trái này thì cắt hết rồi, không để đâu. Dạ, kính thưa bà con, thì ở đây Phong xin chia sẻ với bà con một số biện pháp để mà mình khắc phục được hiện trạng trái mít chúng ta bị méo. Thứ nhất là chúng ta phải tăng cường sức sống cho hạt phấn. Khi mà cái bông mít chúng ta vừa nhú ra, mầm mít vừa nhú ra thì bà con nên tiến hành là phun chất dinh dưỡng, đặc biệt là trong đó chúng ta cần bổ sung thêm bo để cho hạt phấn chúng ta có một sức sống tốt hơn, và khi đó phát triển những cái múi mít, hạn chế được tình trạng đó là trái mít chúng ta bị méo. Cái hai là bà con khi mà trái mít chúng ta đang nhận phấn như vậy, bà con không nên phun nước trực tiếp vào trên trái hoặc là chùm, bà con nên phun vào buổi chiều hoặc là và phun sát đất để tránh tình trạng đó là nước bắn trực tiếp vào trên trái. Mít là loại quả kép, nhiều người cứ nhầm tưởng rằng đó là một quả, nhưng thật ra mỗi gai mít sẽ là một quả mít và là kết quả của sự thụ tinh thành công. Để được trái mít tròn đều không bị méo mó thì sức sống hạt phấn phải tốt và tỷ lệ thụ phấn thành công của những gai mít phải cao. Việc bổ sung dưỡng chất bo trong giai đoạn này là một động thái vô cùng cần thiết. Ngoài ra, việc lựa chọn loại thuốc bảo vệ thực vật và các yếu tố kỹ thuật canh tác cũng cần được lưu ý trong giai đoạn này. Cái thứ ba là bà con không nên phun thuốc trừ sâu, đặc biệt là dạng nhũ dầu trong giai đoạn mà trái mít chúng ta đang nhận phấn. Bà con chỉ phun những dạng thuốc lúc mà cái bông mít chúng ta chưa nở hoặc là sau khi mà trái mít đã thụ phấn xong rồi. Đặc biệt là bà con nên sử dụng những dòng sản phẩm như là dạng sữa, thì bà con hạn chế tỉa trái trong giai đoạn mà cây mít chúng ta đang đi đọt. Nếu mà trong cỡ đi đọt như vậy thì bà con càng tỉa thì bà con nên phun cái những dòng dinh dưỡng dạng có hàm lượng lăng cao như MKB hoặc 16-10-10 để cho lá chúng ta mau già hơn. Và về dinh dưỡng đi ở dưới thì bà con không nên đi sử những dòng sản phẩm có chứa hàm lượng đạm cao, mà chúng ta chỉ đi những dòng phân có hàm lượng đạm dinh dưỡng cân bằng như 3 số đều để giúp cho trái mít chúng ta sinh trưởng một cách đồng đều hơn. Để có được một trái mít tròn đều không bị méo mó thì nhà vườn cần nắm rõ các tác nhân, từ đó phân tích đưa ra cách giải quyết phù hợp. Mọi yếu tố trong thao tác quản lý đều có thể là nguyên nhân làm cho trái mít không được tròn đều. Qua phần phân tích của kỹ sư Lê Thành Phong đã mở ra cho nhà vườn một góc nhìn mới về cây mít Thái, cũng như cung cấp cho nhà vườn những giải pháp hiệu quả, tiết kiệm, góp phần mang đến những trái mít với phẩm chất tốt và bán được giá cao. Kênh YouTube A Phát Nông cùng nhà nông chinh phục năng suất.